chào mừng cả nhà đến với kênh của Song Sinh Cà Chua. Lại tiếp tục series ăn uống của ba chị và bé em. Hôm nay ba chị và bé em ăn món mát lạnh cả nhà ơi. Cái này là cái ăn cái này mát da, mát thịt, mát da đẹp dáng nha. Thịt cao quy linh, cả nhà. Bây giờ ba chị tự nấu tự làm. Ba chị tự làm nha cả nhà. Nhưng mà do hôm nay ba chị không có quay clip tại vì lần đầu tiên mấy chị làm sợ không thành công mà ai về đâu thành công quá trời nên là quay clip cả nhà coi. Lần sau mấy chị sẽ quay cách nấu nha. Bây giờ mấy chị sẽ này mấy chị mua cái gói bột về cả nhà. Chị mua gói bột về xong rồi người ta hướng dẫn nấu chứ mình không có làm từ cái lá này. Ăn giống trong nhà hàng có nhân viên phục vụ ra ập trước cái này hả? Đậu chóc luôn đó em. Không còn phải gì luôn đó. Chị ập đi, chị đang ập lên đảo em rồi. Dặn té tướng tùng mình nên lắc lại đi đó chị. Đặt trong cái này mình nấu nữa. Trời ơi, bóng quá cả nhà ơi. Thịt cao quy linh này là có lá xương sáo này để cao lên được không em? Lá xương sáo với lại nấm phục linh này. Núng lính núng nín đẹp quá. Núng nín nha, nhìn đáng yêu cực kỳ luôn nha. Mà dai nha cả nhà. Dai sừng sật luôn. Đây chị cắt ra. Cái bột này người ta pha sẵn cho mấy chị đúng không? Chứ mấy chị đâu có pha bột thêm gì đâu không? Không, không có pha gì thêm hết, làm thành công quá giờ luôn. Nó dai vậy cả nhà. Nó còn ngon. Mà cái nhà dùng thịt cao quy linh cả nhà. Ngày nóng có nhà thường này cho mát. Yes. Cho mát. Với lại mấy chị cũng nghĩ là không có cần phải quay clip, tại vì mấy chị có học người ta trên mạng đó, là cái cô món ăn người Hoa đó cả nhà. Có ai muốn làm lên cô món ăn người Hoa chị làm thịt cao quy linh thành công á. Đắng đắng nhẹ cái hậu. Đắng nhẹ nha mà ngọt. Cái chị cho đồ này. Còn có nhiều đồ không trong clip của người ta kể. Cái này phải ăn với cái gì đúng không mấy chị? Cái đồ hả? Đáng lẽ là phải ăn với lại mật ong hoặc là chấm với kem béo á. Nhưng mà mấy chị thấy ăn không cho nó mát. Cái này nghe mùi xương sáo luôn. Thích ăn mùi tự nhiên. Cái mùi nó đắng. Cái vị nó đắng. Nó sẽ đắng. Nó khác với xương sáo của mình là nó hơi đắng. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha. Xinh xinh quá. Mời đi. Dai nha nghe. Đắng đắng cái hậu. Đắng đắng. Nó dai vậy. Nó cái chị đang làm đổ bể như vậy. Nó sừng sập. Cái chị sẽ làm tự làm rớt như một cái chén hạt xương sáo hôm qua làm. Và làm đổ thẳng xuống rớt luôn cả nhà. Trong cái đó bé em mới lau nhà xong. Nên là bé em cũng trong lòng cũng gọi là biết hồi hồi cái thạch xương sáo. Bé có nổi máu không? Nổi máu nó nhìn cái thạch xương sáo mà bé nổi này. Ở trong này có bạch phục linh với lại mai đùa cái gì mát. Nhà ơi, hôm nay bé chị bé em thèm ăn sô cô la quá. Cái chị mà chạy ở trên Instagram á, cái nhà người ta ăn cái loại mama chocolate này rất là nhiều. Sô cô la mama của Nhật Bản. Cái chị để chị mời em nha. Cái chị đặt ba loại sô cô la của Nhật. Đây là loại đặc trưng mà người ta nói là đi du lịch là phải mua cái loại gì về ăn nha. Rồi tiếp theo của Meiji almond. Sô cô la có hạt hạnh nhân ở trong. Mây chi nha cái nhà. Bên bò với không ăn không có mặt tại không có được ăn mấy cái này.
miếng nó cỡ vậy là cái gì. Wow, đẹp quá. Đây mình thử nha, mà cả nhà ăn trước nha. Mấy chị phải tìm một cái siêu thị Nhật á, cả nhà có bán những cái sản phẩm đó. Đây vị trà xanh luôn á. Ngon. Lâu quá rồi mấy chị bé cũng không ăn sô la nữa nên thèm quá. Lâu rồi không có ăn sô la nữa nha. Cũng không ai tặng. Không ai tặng á. Tập hơn dư tính nên là ngày mới ngày 14 tháng 2 nghĩa là giống như có ai mà thích mình thì tặng sô cô la cho mình đó, nhưng mà mình không ai thích mình thì sao, không ai tặng sô cô la đó. Tập hơn dư tính thôi mà cả nhà không ai tặng sô cô la thì lâu cũng được ăn luôn. Lâu không ăn tự mua ăn. Món đặt là mình tự mua. Cả nhà ơi, cả nhà ăn thêm miếng lên nha. Nama chocolate. Em thích đi du lịch ra nhà nhưng mà không có được đi nhiều. Có hồi nhỏ thì có lúc mà nhỏ xíu 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 thì đi cũng dữ dội lắm. Đi trong nước không mà cả nhà đi trong nước mà đi Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu. Nè Đà Lạt, Vũng Tàu, Mũi Né. Rồi lớn lên nè, cũng không đi đâu. Dòng nhém cái hy vọng mình được đi du lịch mới lớn. Nên là năm nay cũng chưa đi. Chị duyên luôn. Quá chị duyên. Duyên cái mùi. Mùi sô-cô-la. Mùi sô-cô-la. Mùi sô-cô-la như mùi giống mùi Milo vậy á. Không á. Mùi giống mùi Milo. Mời cả nhà nha. Viên kẹo gói dễ thương quá. Mời cả nhà nha. Và cái duyên đó giống như là một cái duyên tiên đơn Trần Nhãn Hoàng của một viên thân thói Trần Nhãn Hoàng. Trần Nhãn Hoàng. Cái nhà ăn vô chữa bách bệnh. Nói vậy thôi chứ thiệt ra là sô-cô-la thôi. Hơi có vị giống cà phê. Sô-cô-la nó tan chảy trong miệng mà nó hơi có vị cà phê như cái nhẹ. Rồi có một cái hộp almond, hộp hạnh nhân ở giữa, ngon ấy. Dì bóc lên đi mời cả nhà nha. Nãy giờ ba lộn hai chị em đã ăn ba loại cao nguyên linh, thạch cao nguyên linh và hai loại sô-cô-la nắp chai và sô-cô-la hạt hạnh nhân. Video đến đây kết thúc. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video để ủng hộ cho kênh của Xăm Xinh Cà Chua nha. Hẹn gặp lại cả nhà video lần sau. Không quên bình luận và like cho video nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye.